Ok mọi người, bây giờ mình vào phòng nha mọi người. Sẽ review cho mọi người phòng bên trong nhé. Rồi, ok mọi người, đây là phòng nhé. Rất là gọn ha mọi người ha. Đây, cũng khá là đầy đủ nha mọi người. Tủ ha. Máy sấy này nha mọi người, còn sấy trong tủ nha. Không gian thì ở đây nó hơi hẹp một chút. Rồi nó có cái mini bar nhỏ nhỏ nè mọi người. Đây có cửa mở ra. Ồ, cửa mở ra bên ngoài nè mọi người. Rất là thoáng ha. Đối diện thì có nhiều món ăn, nhiều quán ăn luôn nè. Ví dụ món ăn ngon quận 3 nè. Rồi xung quanh là quán cà phê nhiều lắm nha mọi người. Đó. Khu vực này khá ổn nha mọi người. Tại vì nó rất là nhiều quán xá xung quanh. Và phía trước thì nó là Lotte Mart nữa nha. Okay. Thì cái này là cái mini bar nha mọi người. Đây, giờ mình cắm điện vô cho mini bar. Rồi, bây giờ mình vào nhà vệ sinh nha. Đây, nhà vệ sinh cũng rất là gọn. Khăn nha. Có giò nước nóng, nước lạnh, giò sen. Ok, nhìn chung là khá ổn ha mọi người ha. Đây có tivi. Rồi, cái giá ở đây nè mọi người, giá ở đây là 500 ngàn nha. 500 ngàn thì nếu mà chúng ta đi Phan Thiết á, mà chọn khách sạn này cũng rất là ok cho gia đình mình ha. Giá này thì không có ăn sáng nha mọi người nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem clip. Nếu mọi người thấy thông tin bổ ích, hãy nhớ like, share và đăng ký cho kênh mình nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.